Thưa quý thính giả, việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã lật lọng ra quyết định khởi tố hình sự người dân tài xã Đồng Tâm, bất chấp bản cam kết đã được long trọng ký kết ban đầu, đang gây phẫn nộ trong dư luận. Để tìm hiểu về vụ việc, phóng viên Quang Nam có buổi phỏng vấn đặc biệt với nhà báo cũng là cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Vũ Bình sau đây. Vâng, Quang Nam từ Đài Đáp Lời Sông Núi, xin chào anh Nguyễn Vũ Bình ạ. Vâng, kính chào anh Quang Nam, xin kính chào quý thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi. Tôi là Nguyễn Vũ Bình, hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Thưa anh Bình, sự kiện mà Công an Hà Nội quyết định khởi tố người dân xã Đồng Tâm hiện đang gây phẫn nộ trong dư luận mấy ngày qua. Trước tiên đó thì xin anh trình bày sơ qua về diễn biến của sự việc tranh chấp đất đai tại đây thưa anh. Dạ vâng, cái sự việc của Đồng Tâm thì đầu đuôi của nó là như thế này. Tức là xã Đồng Tâm ngày năm khoảng năm 80 đó, thì họ có một cái số đất thì chính phủ thu hồi để làm cái sân bay Miếu Môn. Đó là khoảng độ 47-48 hectare. Nhưng mà nó nằm trong cái trào lưu chung là nhà nước cứ thu hồi nhưng mà không có tiềm lực để mà xây cấp rồi là sử dụng nữa, cho nên là đất cứ để không. Thì theo luật thì khoảng 30 năm sau, tức là năm 2010, thì cái đất đai nó lại phải trở về với lại người dân. Thế thì luật thì là vậy, nhưng mà không hiểu sao mà cái nhà cầm quyền của huyện Mỹ Đức và của cái thành phố Hà Nội thì chế biến là như thế nào mà cái đất đó sau lại trở thành đất có tên gọi là đất quốc phòng. Thế thì vẫn cứ thu giữ của người dân như vậy. Nhưng mà cái tệ hại hơn là người ta lại lấy thêm 6,8 hecta đất ở bên cạnh cái đất lưu không kia. Thế thì 6,8 hecta đất thì cũng gọi là đất quốc phòng, nhưng mà người ta lấy xong người ta lại phân lô bán nền cho người khác. Thế với một cái giá cho người dân rất là rẻ mạt. Thế là người dân biểu tình phản đối về cái chuyện đó là đã rất là ghê gớm rồi. Thế thì sau đó là liên quan đến cái việc tranh chấp đất đai này thì cái ngày 15 tháng 4 đó, năm 2017 thì công an họ xuống họ mời cái ông Nguyễn Đình Kình là ông 82 tuổi mà có gần 60 năm tuổi đảng và trước làm bí thư đảng bộ của xã Đồng Tâm ra chỉ cái mốc giới ra đấy thì họ lừa ra rồi họ đánh, họ bắt lên xe và bắt thêm 5-6 người nữa. Thế thì người dân xã Đồng Tâm người ta rất là phẫn nộ, về sau lại đưa cảnh sát xuống thì người ta quay vào, người ta bắt được một số người là cảnh sát với lại cán bộ. Thì bắt được 38 người, thì người ta bắt thì người ta cũng đối xử tử tế thôi. Thì trong cái việc bắt đó là bắt được cả phó chủ tịch huyện, là trưởng ban tuyên giáo, là phó công an, là trung đoàn trưởng cảnh sát cơ động, đấy vân vân. Thế thì khi người ta bắt về là như vậy, người ta giữ khoảng độ một tuần, thì có những người ta rào làng lại. Thế là cảnh sát cơ động cũng không dám tấn công vào làng. Thì sau đó là chính quyền Hà Nội mới cử ông Nguyễn Đức Trung đấy xuống để đối thoại với người dân, để nghe người dân, để trình bày và để giải cứu cái số người bị bắt kia. Thế thì ông Nguyễn Đức Trung xuống và có những thỏa thuận như chúng ta đã biết, mà một trong những thỏa thuận là quan trọng là không truy cứu cái trách nhiệm của người dân Đồng Tâm trong cái việc bắt giữ những cái cán bộ như thế. Thế nhưng mà đến ngày 13 tháng 6 vừa qua thì công an Hà Nội ra quyết định khởi tố người dân Đồng Tâm trong cái vụ việc mà bắt giữ cán bộ như thế. Thế thì là nó có một cái sự lật lọng ở đây trong cái việc mà đối xử với người dân Đồng Tâm. Đấy là toàn bộ cái sự việc nó như thế anh ạ. Dạ vâng, thưa anh Nguyễn Vũ Bình, anh vừa nhắc đến cái bản cam kết mà ông Nguyễn Đức Chung đã ký kết với người dân Đồng Tâm đó. Thì trong bản cam kết này, ông Nguyễn Đức Chung đã cam kết 3 điều. Điều thứ nhất đó là trực tiếp kiểm tra đoàn thanh tra, chỉ đạo cái việc điều tra đâu là đất quốc phòng, đâu là đất nông nghiệp ở xã Đồng Tâm. Điều thứ hai đó là không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm. Và điều thứ ba đó là điều tra cái vụ bắt và gây thương tích cho ông Lê Đình Kình. Thưa anh cũng vừa nói đó là họ đã lật lọng và bắt đầu khởi tố, đó là điều thứ hai. Tuy nhiên đó còn hai cái điều còn lại đó thì anh có ghi nhận là nhà cầm quyền có thiện chí để mà giải quyết hai cái điều còn lại không thưa anh Bình? Về những cái thông tin mà trên cái báo chí chính thống cũng như là cộng đồng mạng
thì cũng chưa thấy có cái động thái gì về cái việc mà người ta điều tra và người ta thực hiện những cái cam kết như thế. Thế thì cái căn cứ và cam kết thứ hai mà không truy tố người dân Đồng Tâm mà cuối cùng người ta lật lọng, thì chúng ta có thể hiểu được là hai cái điều 1 và cái điều 3 kia thì cũng rất khó để nhà cầm quyền có thể làm cho nó đúng với cam kết, đúng với lại cái mong mỏi của người dân. Bởi vì cái điều ở giữa là đã lật lọng thôi, thì làm sao mà người dân còn có thể tin là hai cái điều kia người ta làm tốt được, hoặc là làm cho nó tử tế được. Dạ vâng, thưa anh, cũng trong cái bản cam kết này đó, thì ngoài ông Nguyễn Đức Chung là cái người viết và ký vô đó đó, thì còn có hai đại biểu quốc hội của Cộng sản Việt Nam ký tên vào với tư cách là nhân chứng là Dương Trung Quốc và Lưu Bình Nhưỡng. Thì cho tới giờ này đó thì cả hai ông này đều cho là việc khởi tố nhân dân xã Đồng Tâm đó là cần thiết, và hai ông đã kêu gọi người dân xã Đồng Tâm bình tĩnh chờ đợi. Thưa anh nghĩ sao về cái sự lật lọng này mà có gồm cả đại biểu quốc hội của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thưa anh? À vâng, chúng ta phải hiểu thế này, để được ngồi vào cái ghế quốc hội thì những cái con người đó là phải hiểu được ít nhiều cái cơ chế này và đi theo nó. Đó là cái điều mà cái nhận thức thông thường là chúng ta phải thấy như thế. Đấy. Chứ còn nếu mà ông không nhận thức được cái cơ chế này nó như thế nào mà ông lại không đi theo nó mà ông chống lại nó, thì chắc chắn là người ta không có cơ cấu ông vào đại biểu quốc hội, không có bao giờ có chuyện đó. Thế thì hai cái người này đấy, mặc dù là thỉnh thoảng có lên tiếng nói có vẻ như là bảo vệ người dân rồi khách quan vân vân, nhưng mà thực chất là các ông này cũng là đi ăn theo nói neo và phục vụ cho cái chế độ này. Thế thì khi các ông nó xuống Đồng Tâm thì các ông cũng hiểu được cái bản chất của chế độ, chứ không phải là các ông không hiểu. Và cái việc mà các ông nhìn nhận nó cũng chỉ là một cái chiến thuật, cái thủ đoạn để lừa người dân, để giải quyết được cái ngòi nổ. Thế bây giờ khi xảy ra cái việc mà công an Hà Nội khởi tố thì các ông không thể nói ngược lại được theo cái xu hướng của cái chế độ này người ta đã đưa ra. Đấy, cho nên là chúng ta không ngạc nhiên. Đấy, là các ông nói là cái người dân Đồng Tâm là cứ chờ đợi. Rồi bây giờ chờ đợi mà nó xảy ra cái gì thì các ông bảo là đấy là do những cái ông kia làm sai. Đấy, thế còn các ông ấy thì chỉ nghĩ là bây giờ cứ khởi tố vụ án này thì có khi vẫn chưa khởi tố bị can, hoặc là vẫn chưa truy tố. Đấy, các ông hy vọng như vậy, nhưng bây giờ nó truy tố thì đấy là do những cái cơ quan kia họ làm nó quá đi, chứ chúng tôi chỉ nghĩ là chỉ khởi tố vụ án thôi. Tức là các ông có những cái lý do, những cái lập luận để các ông bảo vệ cho cá nhân các ông ấy, với lại cái lối nói nước đôi của các ông ấy. Cho nên là chúng ta phải nên hiểu là như vậy. Đấy, đối với cái đại biểu quốc hội là nó là như thế. Thế còn thỉnh thoảng các ông cứ nói được vài câu đứng về phía dân là có vẻ khách quan, nó chỉ là cái gọi là bèo bọt những cái vỏ bên ngoài thôi. Nhưng thực chất là các ông phải đi theo cái chế độ này. Qua việc Đồng Tâm đó, cái sự việc mà một lực lượng công an đã bị người dân bắt giữ thì có thể nói đó là một cái đòn chí tử vào tinh thần của cái lực lượng còn đảng còn mình. Và đây anh nghĩ là cái sự việc mà khởi tố người dân Đồng Tâm đó, nó có phải là một cái suy tính của Bộ Chính trị và họ hy vọng là sẽ đạt được cái mục tiêu gì trong cái sự suy tính này thưa anh? Dạ vâng, chúng ta cần phải hiểu được là cái cơ chế vận hành của các cái nhà nước cộng sản, các cái chế độ cộng sản. Đấy, có nhiều người mới nói là thế tại sao một cái người mà chủ tịch thành phố quyền lực như thế đã cam kết như vậy rồi mà sao lại lật lọng, mà ông ấy muốn hủy hoại uy tín của ông ấy hay sao hay vân vân. Đấy, tức là những người ta sống ở những nước mà dân chủ với nước phương Tây với lại những nước bình thường một chút thì người ta nghĩ như vậy, là người ta không hiểu được cái sự việc ở Việt Nam nó xảy ra. Nhưng nếu như người nào hiểu được cái bản chất của chế độ cộng sản, hiểu được cái cơ chế, cái guồng máy nó vận hành thì sẽ không ngạc nhiên. Bởi vì nó như thế này, đối với một cái việc mà nó có tính chất và cái tầm quan trọng ở mức quốc gia, khi nó xảy ra ở Hà Nội hay ở bất kỳ một địa phương nào thì những cái anh lãnh đạo cái địa phương đó hầu như không có một cái tiếng nói gì quyết định gì cả, mà anh cũng chỉ là một cái tiếng nói để góp ý vào trong cái việc giải quyết thôi, chứ còn cái vấn đề đó là giải quyết là nó phải ở cấp cao hơn. Đấy, bởi vì nó tầm cỡ quốc gia rồi. Tại sao nó nói cái vụ việc Đồng Tâm nó ở tầm cỡ quốc gia thì nó liên quan câu hỏi của anh, là nó chưa bao giờ nó có tiền lệ xảy ra một cái việc
mà một cái lượng lớn người cảnh sát, công an, quân, cán bộ như thế mà bị bắt mà giữ trong hàng tuần như vậy là nó chưa bao giờ nó xảy ra. Cái tính chất của nó rất là nghiêm trọng ở cái chỗ là cái thể diện của cái lực lượng công an nó là một chuyện, nhưng mà cái quan trọng là như này, nó tạo tiền lệ, nếu như không xử lý thì nó sẽ tạo tiền lệ. Đấy, bây giờ ở Đồng Tâm bắt được thì Hà Tĩnh, Nghệ An họ vẫn bắt được, Thái Bình họ sẽ bắt được, họ bắt theo nếu như không xử lý. Đấy, thế là cái cách nghĩ của nhà cầm quyền ấy, đấy, của các cái cấp lãnh đạo là nó như thế. Thế cho nên là mặc dù là biết là Nguyễn Đức Chung vào ký cam kết như thế, nhưng mà vì tránh, vì cái mục đích là muốn tránh răn đe, tránh cái sự tiền lệ, tạo ra cái tiền lệ để những nơi khác bắt trước. Và tất nhiên như anh nói là một cái tiếng tăm của cái bộ công an hoặc là lực lượng công an gì đó, đấy, thì nó cũng là một chuyện, cũng là cái việc đó cả. Nhưng nói chung là nó tránh cái tiền lệ. Thế cho nên người ta phải nhắm mắt để người ta bước qua cái lời hứa của một cái chủ tịch thành phố, ủy viên trung ương. Thế thì đối với họ thì cái chuyện đó là nó rất là bình thường thôi. Nhưng mà đối với người ngoài mà nhìn vào thì nó rất là ghê gớm. Đấy, thì chúng ta phải hiểu được là cái việc này là nó không thuộc thẩm quyền của Nguyễn Đức Chung. Nguyễn Đức Chung khi thậm chí khi vào trong đấy ký cam kết cũng biết là cái việc này nó không thuộc thẩm quyền của mình. Mà ký thì cũng ký nhiều để là giải quyết vấn đề thôi. Chứ là người trong cơ chế thì ông ta hiểu rõ cái cơ chế nó vận hành như thế nào. Đấy, cho nên là vừa rồi khi xảy ra cái việc mà quyết định khởi tố thì ông ta có nói là đây là dân Đồng Tâm người ta viết biên bản bắt tôi ký vào chứ. Thì ông ấy nói là theo cái quan điểm của ông là thật là như vậy. Đấy. Nhưng mà việc mà ông đó xuống là trong một cái cơ chế của Việt Nam như thế là ông biết thừa là cái khả năng của ông là không giải quyết được vấn đề. Dạ vâng, thưa anh, từ trước đến nay đó, có thể nói là một xảo thuật mà Đảng Cộng sản Việt Nam hay dùng tới đó là làm lớn một cái sự kiện nào đó để đánh lạc hướng dư luận về một cái sự kiện khác mà họ cho là lớn hơn và quan trọng hơn. Chúng ta muốn nói đến cái việc Formosa đó, thưa anh Nguyễn Bố Bình. Anh có nghĩ đây là cũng nằm trong cái sự tính toán này của Đảng Cộng sản Việt Nam không thưa anh? Thế như tôi thì tôi nghĩ như thế này, bản thân cái sự việc Đồng Tâm này nó là một việc rất là lớn, rất là nghiêm trọng. Đấy, thì như tôi đã nói là nó chưa có tiền lệ, một cái lực lượng cán bộ và cảnh sát cơ động như thế mà bị bắt mà trong dài ngày như thế mà không làm gì được. Thế thì đây nó cũng là một, bản thân nó là một việc rất là lớn và nghiêm trọng rồi. Thế thì thứ nhất là cũng vừa để giải quyết cái việc lớn và nghiêm trọng này theo cái tính chất là răn đe, là để không xảy ra tiền lệ, và người ta vừa làm cái tính chất là để nó loãng cái sự việc của Formosa đi. Chứ còn nếu mà nó đơn thuần là chỉ là cái việc loãng không thì người ta có lẽ người ta cái giá nó trả đối với cái việc mà nó giảm sút cái lòng tin nọ kia đấy của mọi người rồi các thứ thì nó cũng tôi nghĩ là nó cũng không đến mức mà phải trả giá như vậy. Nhưng mà đấy, bản thân nó là một cái việc rất là lớn và nghiêm trọng, và trong cái quá trình giải quyết này thì nó cũng có cái tính chất là để cho loãng cái Formosa đi, thì tôi nghĩ là nó kết hợp cả hai, chứ nếu mà nói mà nó riêng biệt ra thì cũng rất khó. Trước khi chấm dứt buổi phỏng vấn hôm nay đó thưa anh, thì xin được phép hỏi anh đó là về phản ứng của người dân ở trong nước, đặc biệt là người dân của xã Đồng Tâm và những người mà theo dõi tình hình sự kiện đó, thì phản ứng của họ ra sao thưa anh? Tôi có theo dõi cái phản ứng của cộng đồng mạng. Trên cái cộng đồng mạng thì cũng có chia sẻ một số những cái điều mà đối với những người dân Đồng Tâm, thì chúng ta biết là cái người mà chủ chốt nhất là cái người mà ông cụ Lê Đình Kình, là ông ấy phản ứng, là ông nói là ông Nguyễn Đức Chung là đã bội ước, và ông ấy rất là phẫn nộ, đại ý là ông ấy rất phẫn nộ về cái chuyện mà lật đọng như thế. Thế thì cộng đồng mạng thì cũng rất là sôi sục, tất cả đều nghĩ là cái việc mà Nguyễn Đức Chung này đã làm đó là cái việc lật đọng và cái việc bản chất của cộng sản rồi các thứ. Thế thì đấy là những người mà trên cộng đồng mạng, thì những người mà tham gia đấu tranh thì chúng ta không nói, nhưng mà rất nhiều người khác cũng có cảm tình với phong trào dân chủ, hoặc là những người có tư tưởng tiến bộ, thì người ta cũng vô cùng thất vọng về cái việc này, bởi vì đó là một cái minh chứng hùng hồn nhất mà những cái lực lượng mà nhà nước gọi là phản động, nhưng chúng ta hiểu đó là những người đấu tranh, những người có tư tưởng tiến bộ, đấu tranh cho dân chủ, người ta vẫn lên án cái chế độ này là lừa lọc, dối trá và thật lọng. Thế thì đó là một cái minh chứng rất là hùng hồn. Cho nên là những người đó người ta thất vọng rất là nặng nề.
đấy, gọi là có nhiều người nói là cái niềm tin cuối cùng còn sót lại mà cuối cùng cũng bị đánh mất nốt. Thế thì qua cái việc này thì đúng là không còn có thể chối cãi vào đâu nữa. Một cái chủ tịch thành phố mà như thế mà vào cái cam kết như vậy mà cuối cùng lật ngược lại, mà nó lại là một cái phong cách ứng xử quen thuộc của nhà nước Cộng sản Việt Nam từ trước đến giờ rồi. Những vụ Thái Bình rồi những vụ làng Nhô rồi các thứ mà họ đều xử lý theo kiểu đó, bây giờ lại tiếp tục tiếp diễn. Cho nên là nó là gọi là mất uy tín trầm trọng đối với, không phải là Nguyễn Đức Chung nói đấy là nói riêng thôi, còn đối với cái đảng và nhà nước này nói chung. Mà hình như bây giờ người ta cũng không quan tâm đến uy tín nữa thì phải. Dạ vâng, thay mặt quý thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi, Quang Nam xin trân trọng cảm ơn nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Xin chào anh. Vâng ạ, xin cảm ơn anh và xin chào anh Quang Nam. Kính chào quý thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi.